And today I'm eating noodles with shrimps and bacon. My mom made this. I hate to say that to hear the sound, just ignore it. So my mom loved me so much. She cooked noodles for me, and they taste very delicious. Good, huh? Good. Đối đồ cái gì nữa? Đối đồ vegetable. And shrimp. So. And shrimp. So the noodles is delicious and you. Delicious? Can, yeah. Từ từ ăn con, thích cho thôi. Just a working hard. Right, is it then? Con tôm đi con. Biết tao đi học về mẹ làm cho mì xào, rau cải và tôm. Delicious. Biết tao thấy ngon. Có uống cái gì đó? Con chứ. Nước cam, nó đi. Nước cam. Rồi, con giờ nói gì? So I'm gonna end the video here. So subscribe and like and share. And I'll see you next time. Bye. Just a working hard. Right, is it then? Con tôm đi con. Biết tao đi học về mẹ làm cho mì xào, rau cải và tôm. Delicious. Biết tao thấy ngon. Có uống cái gì đó? Con chứ. Nước cam, nó đi. Nước cam.
Rồi con giận nói gì? So I'm gonna end the video here. So subscribe and like and share. And see you next time. Bye.